12, lãnh đạo Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận một đối tượng giả danh cán bộ của Bộ Công an đến liên hệ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 28 tháng 12, một người đàn ông tự xưng là Lý Quang Thái, sinh năm 1979, trú tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, là cán bộ của Bộ Công an, mang theo giấy giới thiệu của Bộ Công an, giới thiệu đến Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh An Giang liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô 67A07073. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh xác định giấy giới thiệu trên là giả mạo nên đã bàn giao đối tượng cùng giấy tờ liên quan cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người và trong hành lý của Lý Quang Thái có các giấy tờ, một chứng minh công an nhân dân, 4 thẻ căn cước công dân cùng nhiều giấy tờ khác mang tên Lý Quang Thái nghi là giả. Tại cơ quan công an, bước đầu Thái khai nhận giấy giới thiệu của lãnh đạo Bộ Công an, chứng minh công an nhân dân và một số giấy tờ khác là giả được Thái đặt làm trên mạng.